Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Thủ đoàn tệ một thế bài trong cánh. Chào bạn Thành Trung lớp nhá. Một bài đấu được cầm xeang ở trong cánh chủ tệ với một mỏ quả đầu đang có được mình nghĩ là 7 cây ở em trận yếu này. Bảy hiêu sẻ và đấu được cầm Max C, một thế bài đầu cánh của đội thủ đoàn tệ. Vậy chúng ta sẽ có xem mát cái này thôi. Và đầu 6 cây bầy hiệu đã có đến từ bài đấu này rồi. Gắn đi và đấu được cầm Yamato, một thế bài trong cánh. Với những lý do đầu tiên, thế bài này chắc đi dâng L luôn rồi. Và đây là bài của anh Huy. Huy là bài đấu được cầm Max C. À, xin lỗi đề sẻ, đây là Huy. Huy có quả cung luôn Egypt đầu cánh này. Thì gắn đi dâng lên chém cho Huy đánh cung đầu cánh. Sẻ chém đầu cái kia đi cùng với xe của Tễu. Cũng khá là ok bởi vì bài của Sẻ sẽ không đâm được khi đối phương có hit T rồi. Khóc là bài đấu cầm xe. Ở lùa mấy điểm này về rồi, làm bóng đi dò. Và bầy hươu đang có đó chính là 6 con được đưa về tới từ bài Egypt này. Và bầy hươu được đưa về tới từ game thủ anh Huy. Chúng ta có màn máy của game thủ Ruan Tễu bầy hươu đưa về. Quan trọng là có Max C để sẻ trận đấu này thì như thế nào rồi. Lật kèo tặng bình luận viên 2 lít đã có anh em đang bảo bật lại kèo này cho 2 triệu đây này. Và em cảm ơn anh em rất nhiều. Thôi thì cố gắng em ạ. Cố gắng từ trận đấu thôi, sẽ quen nhân đôi để ăn cả gỗ cả vàng đấy chia sẻ. Nhưng mà sau cái trận kia tôi đang kiểu bị sao nhở, kiểu tâm lý quá anh em ạ. Mặc dù mình là một người rất là lạc quan nhưng mà sau trận thua đấy thì cảm giác kèo ngày hôm nay không dẫy được. Mình là một bình luận viên rất là lạc quan rồi nhưng mà trận thua đó hơi khó chấp nhận với tôi. Bây giờ các game thủ hay là anh em đang theo dõi trên livestream này, bài cũng đang có hiệu và quả phụ như chim sẻ. Tôi hy vọng anh em có thể sốc lại tinh thần sau trận thắng vừa rồi. Trận này đánh bay bay bài tươi tươi tí. Thắng trận này đi. Cái biệt còn một trận, trận sau 6 đều đánh chung kết. Chào anh Mạnh Tuấn nhá. Đây là bỏ quả đang có 6 cây từ bài đấu này. Sang trận tâm lý anh em ạ, sang trận tâm lý. Không có y thủ che thiên thì anh em ạ, bài này 2L lên vụt thôi chứ y thủ cái gì. Vụt tưng bừng đội bạn thôi. Sẽ không có y thủ gì cả trong trận đấu này cả. Đi cùng với tên xe của Tễu, lưu cánh luôn. Một bầy hiệu một mỏ quả. Thở được không phải? Thở thì vẫn thở được, bình luận được anh ơi. Nhưng mà nó hơi yếu đi rồi. Rồi như vậy là 73x với 25 dân. Và ép 25 dân tới chim sẻ hai quả phụ. Được. Đi ăn thêm quả phụ nữa thôi. Bài hai quả phụ này thì sẽ vẫn sẽ bài đấu kích ở 10 sớm. Lưu cánh với chôn ăn Tễu. Bài Tễu cầm xe đánh bao nhiêu dân? Chắc chắn anh cung chứ. Bài này thì 25 dân quả phụ đây. Còn voi nữa. Bài này cũng sẽ kích 9. Một ông kích 9, một ông kích 10 sớm. Nhưng mà bài Tễu trước 1 dân như vậy là bài kích 10. Bài này đánh 26 dân, 27 dân trừ 1 kích 10. Sẽ cũng kích tầm đấy. Thì hai anh em đi cùng với nhau ở cánh này hy vọng sẽ thắng cánh. Và trước khi đến với tình huống giao tranh ở trận đấu này, chúng tôi xin giới thiệu với bạn về nhà tài trợ Chim Sẻ Food. Hiện tại đang có chương trình khuyến mãi dành cho anh em khi anh em đặt hàng 1kg thịt trâu gác bếp tại Chim Sẻ Food với giá 60.000 đồng. Các bạn sẽ được free ship trên toàn quốc cho em nào đặt hàng trong buổi tối ngày hôm nay. Anh em nào đặt hàng buổi tối ngày hôm nay thì các bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage của anh thủ Chim Sẻ hoặc fanpage Chim Sẻ Food nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. 47-60% bài bạn xấu đấy. Có màu 1 Bắc Binh truy mệnh 4% thôi. Còn lại toàn bài xấu thôi, hit T 4% kìa. Rồi xem sẻ nha. Màu 3 chắc đi dâng L thì 98 thì 10% rồi. Khả năng hit T đầu cánh nào đó. Hoặc là hit T đầu cánh sẻ luôn. Sẻ bổ chết hit T luôn. 2L bổ hit T ngất luôn là đẹp. Đi cùng cung L Tễu. Bóp chết hit T kia. Xe khóc dò 6%. Thì bài đó chắc là cũng được. Nhưng mà hy vọng là Huy và Gunny có thể đánh thủ ở cánh còn lại. Cánh này phải là cánh đi công. Chứ tôi nghĩ là hit T đầu cánh rồi. Bài dò 4%, 98 là bài đấu được cầm phô. Dò 10% là bài đi dâng L rồi. Bài
Đó là có để đi luôn nào, đầu cánh sẽ ông nào đây? Có đúng như dự đoán của tôi là Hitty hay không? Đây đi dò 400 bài đẹp lắm đấy. Bài khung tròn luôn. Nào. Ôi đừng có ông nào trong này kinh quá. Ôi không có ông nào trong này, quay. Vâng, màu 3 đây đây, 98 dâng cho Hitty rồi. Con dò này, con dò đi dâng nhá, 10%. Màu 3 này chắc là dâng cho Hitty rồi anh em ạ. Win kiểu này tặng Hải 2 ngày lương à? Ok anh. Và tôi nghĩ là Hitty đầu cánh của sẻ đấy. 98 đi dâng lờ chắc luôn, 10% à. Bài phô dò cung giáp 10% này. Đang giữ kín cách để xem con dò nó chạy đi đâu và đưa dân lên nhà đội bạn sẵn sàng với những tình huống công ca gì đó rồi. Tôi nghĩ bạn này không công ca. Đây màu 3, màu 3 đầu cánh 10% á. 10% đi 98, vâng 1 y luôn. Vâng, nếu là Hitty thì chúng ta sẽ ghi lại, nhưng mà gặp màu 3 thì chúng ta sẽ dùi cho 1 y cho nó chắc. Giờ đàn hoang bị bắt thì phải chịu thôi. Làm tạm dân đội bạn, có chém đây rồi. Có tê màu 6 của tễu. Đây tễu, dòng tê bắn luôn 1 y nữa. Nó có lạc đà nó chạy đi anh ơi. Chém giữ được chỗ nào thì té đi. Đây vàng nó không có bế gì luôn, này là kiểu rất là bường. Không coi ai trả gì. Sẻ đang muốn ăn hoang thêm, đó chính là bầy hiêu nữa. Rồi giữ con giò. Đây thêm bầy hiêu này đóng S, thả chém lên. Có y vào cày luôn. Bò à, hay nhờ. Xiên con lạc đà này trước. Ta phải E tôi chim sẻ. Thả chém vào, làm sao. Mất vàng chưa, 98 đã mất vàng ở trận đấu này. Có gỗ chuẩn bị lộ như 98. Bây giờ có để ý hay không? Xiên dân ở bạn đi. 30, đó là tham lai của chủ chim sẻ. Và vẫn đang có chém, con này 98 mất dần. Ông 98 bỏ luôn cái móng gỗ này rồi, tỉnh quá. Bên này không ken e được. Và cái bên kia, bàn máy của Gandhi. Gandhi đang chơi được màu 2, đó chính là cái thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào là người được cầm Summer. Và quay luôn bỏ gỗ, Mạnh Hào chưa đánh xe. Đúng rồi, Huy Sứt gặp xe rồi. Huy ơi, Huy đang bị bắn vào bởi người cầm màu 4, đó là Hitty của Chu Mạnh. Và trong đó là đà màu 2 của Mạnh Hào. Vâng, là Hitty của, xin lỗi là màu 4 lần. Màu 4 lần cái thủ không khóc xe đánh cung. Xe đánh cung Summer đánh chém. Và Huy đang cố thủ ở cái này với những cung đờn ở bên trong. Bắn cung đờn rồi bạn thôi em. Đúng rồi, bắn cung đờn nó thôi. Kệ lạc đà đấy đã, mình sửa đã. Bắn cung đờn xong mới bắn lạc đà chứ. Điều đi. Nó hai tơn rồi. Điều với màu 4 đi. Ok, cũng hai tơn đi anh Huy rồi. Điều đi, dân ra sửa. Nào mày vào đây, đây cung đờn Egypt. Được, không phải lên giáp vội, tập trung sắp đều quân. Cái gì, bác dân lên đập á. Nhầm mà. Vâng, sẽ và tễu ở cái bên kia sẽ đưa đầu với Hitty nha. Đây là game thủ đoàn tễu với tham lai 52. Vâng, chim sẻ đã có những huống dummy màu 3 đây rồi. Và mù bắt đầu đẩy quân, đó là cung đờ Hitty trong tay của game thủ truy bệnh. Tham lai người ta đang đè đấy, khóc mặc dù to nhưng mà tham người ta đang đè đấy, tham to đều đấy. Anh em đều có tham hết đấy. Đánh chuẩn nào anh em. Sẻ tham lai là 27. Và đang vẩy bắt dân 98, 98 mất khá nhiều dân với chim sẻ rồi. Maxe đang chém cực kỳ rát. Và đang tìm xem mệnh ở đâu. Vâng, mệnh ở đâu? Một khoanh ruộng nên chim sẻ đang rất kín ở trong gấp 9 giờ. Mình nghĩ là trong 9 giờ này chắc không có mệnh như đúng không nhỉ? Ừ, đây một quả này không ăn thì mệnh ở dưới rồi. Mệnh ở dưới 6 giờ rồi. Sẻ đang bị bắn vào mỏ vàng. Đau đấy, đấy thì bắn đầu đấy. À đây, tìm tân dân mỏ 3 đấy, chim sẻ. Chim sẻ này quái thật. Vẫn đi tìm tân dân 98 trong này. Đó, nó chạy rồi. Tham rất nhanh. Không thấy dân của nó đâu luôn. 24, đó là thằng này chim sẻ. Cái này thì nói chung là mình nghĩ là vẫn đang ưu một chút, một lát nữa chúng ta có thể kết hợp giữa Maxe và Pho để ốp vào bài Hitty của vậy. Quan trọng là cái bên kia Huy có thủ được không thôi. Huy Sứt vẫn đang có tham lai là 37, vẫn đang thủ cho người xe nhưng mà phải nhanh chóng có tân hỗ trợ đến từ đồng đội màu 2. Mạnh Hà vẫn đang rất đông lạc đà. Huy đang đứng lại chơi luôn, tân này mình nghĩ là không được. Cũng được với giáp 2 thôi, mình nghĩ là không nên. Ôi, nhà này. Và mình nghĩ là không nên đấu với lạc đà đội bạn. May là không có Mạnh Hào đây, nhưng Mạnh Hào mà lao vào cùng thời điểm này thì cũng toác. Đẩy một tơ đi bắn Mạnh Hào với anh Huy. Dân của Huy đang nằm xuống như đây là bài ứng cung gom. Cánh bên kia vẫn chưa vào được Hitty thì cũng chưa thể nói trước điều gì anh em ạ. Và Huy đang kéo quân về thủ cho người cầm Egypt. À xin lỗi, người cầm xem bên phía đội bạn, game thủ không được khóc. Huy nhận được đồ bơm của Gandhi nên vẫn đang ra được quân. Gandhi tham lai 32, cơ mà tham lai rất to và đang quấy bài xem đội bạn lọt nhà này. Hay quá anh ơi. Quấy lên một chém lọt vào trong. Đợi đồng đội cho gỗ nhưng màu 2 về bắt ngựa chém của Gandhi luôn. Sẻ bên này tham lai 25, cái bên này vẫn chưa đi ốp nhà Hitty. Hitty 6 giờ. Và đây là cơ sở tới từ game thủ Vitamin Hải Phòng 98. Và chim sẻ đã quyết định cày luôn cơ sở này. Với những con đồng dân, với những con y của mình và xiên nổ BL đội bạn. Xiên cả ruộng đối phương luôn. 98 đã khá là phế ở trận đấu này rồi đấy.
Bật 76 anh gửi team 3M ghi bình luận anh nhé. Hải cho anh số tài khoản. Ok anh Hồng Hạnh ơi. Thank you anh để bài hit team bên phía các bạn. Tham lai là 26 và chúng ta sẽ không tấn ốp. Và mình nghĩ là Tễ phải lên luôn. Rồi, đang chờ dình đục một tơn. Đây là Tễu. Ốp chưa? Tễu đang đấu quân với người cầm một bột rồi và sẽ nếu mà được thì nên lao vào luôn. Và đang ở dưới dốc đấy. Tháp Lai là số 84, tên game thủ đoàn Tễu rồi và đang ốp vào bài Hitty của game thủ Vitamin Hải Phòng Trung Bệnh. Nhưng tơn tiếp viện đang đến và sẽ quay lại đây rồi. 7E, đúng rồi, chém luôn. Vâng, tơn tiếp viện thì ba con cung kia. Vâng, đã có bản đồ nhưng Huy vẫn đang có một áp lực rất lớn bởi người cầm bầu 4, đó là Seng của Khâm Khâm. Tễu tham lại là 85 và tăng A lên hay gì không? Vậy là một bài đấu giật hốc thôi, rất bé bỏng, rất mềm mại. Và chúng ta sẽ đẩy bay con Hitty này, sau khi đẩy bay Hitty thì sẽ là tơn tạt sang Seng của Khâm để đóng nắp quan tài trận đấu này và rút ngắn cái biệt số còn 5-6. Huy vẫn đang thủ nhà rất tốt cho người cầm màu 4. Khi mà đó là một con cung đờ Egypt của Huy Sơn và có Tễu sang đỡ nhưng màu 2 tạt Tễu. Một tơn lạc đà siêu đông đến từ cái thủ Vitamin này, Phạm Mạnh Hào. Cực kỳ đông. Bò lại đi, bò lại đi, đúng rồi, lên ra 4 đi. Vâng, tụ quân nào, tụ quân nào. Vâng, lạc đà chém 4. Rất đau. Tham lai đầu số là 86 và Huy với Tễu đang 7 để bắt những con cung đờ của cái thủ không khóc nhưng quan trọng là thủ nhà. Phải thủ nhà được tơn này, đúng rồi, 7 đi. Và ôm hông của game thủ truy bệnh sẽ lọt bên trong rồi này. Sẽ tham lai là 22, lọt một con chém bên trong thôi. Nhưng quan trọng là Tễu đang mất tay ở nhà. Lọt siêu vào. Vào không vào được. Mẹ mình ngu thế. Sao chém lại không chui vào nhở? Tham lai 20. Vâng, bên này thì game thủ đoàn Tễu đang cháy rất nhiều ở nhà khi Mạnh Hào tạt một tơn với một kích lạc đà. Tập trung thủ nhà đã nào, chậm lại, chậm lại, chậm lại, bình tĩnh, bình tĩnh. Hãy bình tĩnh, bắt hết là đà Hào đi, chạy dân vàng đi, dân vàng. Vâng, dân vàng nó chém kìa. Đúng rồi, bắn nó đi, chạy dân gỗ đi. Tham lại 93. Vâng, vẫn đang ôm vào nhà đội bạn, Huy Sức đang đi ôm nhà của game thủ không khóc. Và đây rồi, chiến thắng ở trong trận đấu này đang rất gần với chúng ta rồi, ôm chuẩn nào anh em. Gunny đang là người đảo, Huy vẫn là một bài đấu đánh cung, tôi không tin đây là Huy Sức của ngày hôm qua. Không còn là Huy Sức của ngày hôm qua. Tễu đi cùng với game thủ anh Huy ở trong trận đấu này. Và đi cùng với đó là Gunny để ốp nhà của Khong được Khong. Giết chúng nó lên. Vâng, 57 dành cho game thủ anh Huy. Ôm Khong xong trận này thì tôi nói thật với các bạn, chẳng còn thấy cửa thua ở đâu cả. Tại sao anh em FF lại đánh hay như thế này? Dầm xin lỗi, tại sao anh em Spartacus game mình lại đánh hay như thế này? Đây hình như là không phải anh em Spartacus thì phải. Tại sao lại đánh hay như thế này ở trong trận đấu này được các cụ ơi? Vâng, sao từ đầu đến giờ không đánh như thế này đi? Vâng, đến tầm này rồi đánh như thế này, ý ra quần. Sao các cụ không đánh như thế này từ đầu? Vâng, hay quá, tỷ số đừng còn là 5-6 dành cho game thủ chúng ta, được chưa anh em? Hành trình của những người đi gỡ đến đây rồi. Sao không đánh từ đầu như thế này đi? Cay ghê! Bật tôi! Vâng, Huy Sức lại thú được chứ, cả Seng, cả Summer. Tễu đi cùng sẻ thì tôi đã bảo...